đi ra khu vực ở Sơn Tây, ủy ban nhân dân huyện Tân Xuân và xã Tân Xuân. Lần này đây nhưng mà máy còn gì của mình tôi thôi, nên ra là không có người quay cho, nên ra là sẽ để máy ở một cái vị trí cố định cho mọi người cùng xem nhé. Vâng. Không thanh toán em về một chạy qua. Đây túi đồ nghề là của nó đúng không? Vâng, trong hết kia em sẽ để giấy cho anh. Đây nó chỉ có một thứ. Thật ra thì cái rốt đa này thì rốt đa lấy tiếng rồi, không cần nhiều đâu. Sau đó anh chạy đâu cho em khoảng ngày 2 ngày thì anh thay bỏ cái dầu máy đi. Dầu động cơ ấy bác ạ. Bác bỏ đi. Thì nó cứ đưa vào kia cho chạy rốt đa. Vâng. Đa tí thôi, không cần nhiều đâu. Rất là thích. Còn bác sẽ làm rồi thì bác không lại cái máy này đúng không? Không, cho vào đây cho anh cho. Rong luôn vào trong không ạ? Vâng vâng vâng. Đây các bạn nào. Chất lượng nó như thế nào? Máy có mình thôi, đâm ra là không quay được hết. Với lại ở đây thì các bác hạn chế cho quay. Nên ra là hôm nay là cũng hôm nay mà có người đi cùng với mình là ngày chủ nhật. Hôm nay mà có người đi cùng thì mình sẽ quay nhiều hơn. Làm hết cả cái vườn này luôn như người ta, nhưng mà các bác yêu cầu là không cần, các bác phải đi có việc bây giờ. Đấy, một phần đây nó khoảng cũng rộng. Đất thì nó cũng là dễ làm. Đất này rất là dễ làm, nó phù hợp với lại cái nhu cầu của người ta. Vì cái máy này nó nhẹ, nó rất là nhẹ, nên là các cụ già hay là các cụ nào các cao tuổi rồi hay phụ nữ họ đều làm được. Đấy, và nó tùy có dàn sới, mình có cả dàn sới móc sâu, nếu mà làm đất đá đất cứng thì có dàn sới móc sâu luôn. Đây cho các bạn nhìn nhìn mây của nó này, cái mã máy như nào thì trên hộp số nó phải khắc chìm cái đấy. Và trên máy hộp số nó không có cái gì cả, thì nó chỉ là cái hàng nó tương đối thôi, nó không phải hàng chuẩn chỉnh lắm. Đấy, mọi người cùng xem. Còn với điện máy đến với máy nông nghiệp Sao Việt ấy thì bọn mình sẽ hỗ trợ 100% quanh Hà Nội, kể cả các tỉnh xa mình đều ra tận nơi hết. Bàn giao tận nơi cho khách, hướng dẫn tỉ mỉ từng tí một, một thứ rất là chuẩn để mọi người sử dụng. Xin chào các bác nhé. Có gì thì các bác liên hệ với máy nông nghiệp Sao Việt, số điện thoại của em ở bên dưới thì em sẽ tư vấn rất chuẩn luôn. Em là máy nào nó phù hợp đất nào thì em sẽ tư vấn đất đấy, chứ không như là các bên khác là cứ ảo ảo. Mình là tư vấn rất là chuẩn, cái nào nên phù hợp với máy nào thì mình sẽ tư vấn cho các bạn dùng đúng cái máy đấy, chứ không phải là máy đắt tiền mà đã dùng nó tốt ở cái đất đấy đâu, không phải đâu, hoàn toàn không phải đâu nhá. Này, đất mình làm nên rất là tốt.
Là sâu. Chỉ có đi có hai đường thôi. Vậy nhá, xin chào các bạn.